Nam sinh này đã mất cách đây 12 năm, nhưng kỳ lạ lại sống lại trên sân thượng của trường học. Vừa tỉnh dậy nên anh không biết vì sao mình lại ở đây. Sắp đến giờ vào lớp nên anh vội vàng chạy về phòng học. Vừa bước vào lớp học anh phát hiện ở đây toàn những gương mặt lạ, anh không quen một ai cả. Khi mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thầy giáo đã đi đến. Nhìn anh mặc đồng phục cũ của trường, thầy giáo cũng rất bối rối. Đây là đồng phục của trường hơn 10 năm về trước, cậu đến từ đâu? Nam sinh cảm thấy tình hình không ổn nên đã rời đi. Khi ra ngoài anh mới biết bây giờ đã là năm 2017, chứ không phải năm 2005 nữa. Tại sao anh lại biến mất 12 năm chứ? Vậy em trai, em gái của anh thì sao? Nghĩ đến điều này, anh vội vàng chạy về nhà. Mở cửa ra, anh nhìn thấy mọi người đã lâu không gặp. Mọi người đều nhiệt tình chào anh. Nhìn thấy mọi người vẫn bình an, anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng chớp mắt thì tất cả đều biến mất không còn một ai. Hóa ra là anh hoa mắt. Anh nhìn mọi thứ vừa lạ lại vừa quen. Anh rơi vào một mớ hỗn độn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vội vàng ra ngoài tìm ai đó để hỏi. Kết quả vừa chạy ra lại gặp chủ nhà hiện tại của ngôi nhà. Anh bị chủ nhà tưởng là kẻ trộm nên đã dạy dỗ anh một bài học. Chủ nhà hỏi anh đã lấy trộm cái gì, sau đó muốn đưa anh đi đến cục cảnh sát. Anh chỉ cần hất nhẹ một cái, kết quả chủ nhà bay xa hơn 10 mét. Anh vô cùng ngạc nhiên, sao sức mạnh của mình lại mạnh như vậy? Anh vội vàng đi tới xin lỗi chủ nhà và giúp ông nhặt đồ đạc bị rơi. Kết quả chủ nhà đã lấy cây gậy đập anh ngất đi. Anh nhìn vết thương của mình trong gương ở bệnh viện, anh cảm thấy mình cũng đẹp trai ấy chứ. Cảnh sát hỏi anh, con trẻ sao không lo học hành lại đi ăn trộm đồ của người khác? Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nam sinh trả lời, tôi tên Hae-sung, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1987. Cảnh sát nghe xong rất ngạc nhiên, cậu lại dám đùa với tôi sao? Sinh năm 1987 thì bây giờ 31 tuổi rồi, tôi mới 25 tuổi. Sau khi bác sĩ băng bó vết thương đã nhắc nhở anh phải chú ý công việc. Sau đó cảnh sát đưa anh về cục cảnh sát để lấy lời khai. Khi tới cảnh sát lại hỏi, tên gì, bao nhiêu tuổi? Nam sinh bất lực, thật sự tôi sinh năm 1987. Lúc này cảnh sát cũng đã mất kiên nhẫn, nói với anh nếu như không thành thật khai báo thì tội sẽ càng nặng hơn. Nhưng vừa tra thì thật sự là 1987, hơn nữa đã chết. Cảnh sát không tin còn cho rằng hệ thống bị sai. Nói xong cảnh sát đi tìm lãnh đạo để xác minh lại. Đợi một hồi Hae-sung đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đột nhiên phát hiện vết thương của mình đã biến mất, khâu 20 mũi mà bây giờ đến một vết sẹo cũng không còn. Anh rất ngạc nhiên. Khi chuẩn bị đi về thì anh gặp một người rất quen. Vị cảnh sát này chính là bạn học của Hae-sung. Anh cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hae-sung, vì Hae-sung đã mất 12 năm rồi. Nhưng giọng nói quen thuộc này khiến anh không thể không tin. Vị cảnh sát lập tức ngã xuống sàn nhà. Anh không biết đây là người hay là ma. Hơn nữa hôm nay còn là ngày giỗ của Hae-sung. Mà khi Hae-sung nhìn tên của anh, phát hiện vị cảnh sát này là bạn học cấp 3 của mình. Hồ Bang, anh vội vàng hỏi, cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Hae-sung. Không phải. Hồ Bang, cậu bị sao vậy? Hồ Bang khi tỉnh lại nhìn Hae-sung ăn như hổ đói. Anh không dám tin vào mắt mình. Anh run rẩy sờ vào người Hae-sung, phát hiện cơ thể ấm, không phải là ma. Lúc này anh mới yên tâm. Hae-sung hỏi anh, bạn gái của mình dạo này thế nào? Hồ Bang không dám nhìn vào mắt anh. Đã 12 năm không liên lạc rồi nên anh không rõ dạo này cô ấy sống thế nào. Hae-sung rất ngạc nhiên, đã chơi với nhau từ nhỏ, sao bây giờ lại không liên lạc với nhau nữa? Hồ Bang đành phải nói thật, hỏi Hae-sung có nhớ chuyện xảy ra hôm đó không? Hae-sung nhớ đến hôm cuối cùng, mình đang ở nhà làm bữa sáng, cùng mọi người trong nhà ăn sáng, nhưng vẫn chưa kịp động đũa thì Jung-won đã đến tìm anh đi học. Hôm nay là sinh nhật của Hae-sung nên Jung-won đến sớm tìm anh, vì muốn bên anh cả ngày hôm nay. Bởi vì đi xe quá nhanh nên hai người đã đổi thành đi bộ. Hae-sung lịch sự hỏi Jung-won có muốn hôn anh không? Điều này khiến Jung-won lập tức trở lên mất tự nhiên, nên cô đạp xe đi trước. Hae-sung đem cơm đến trường học cho em trai, nhưng lại không thấy em trai đâu. Hỏi mới biết, em trai cậu bị đánh. Nhìn em trai bị đánh ra nông nỗi này, anh liền hỏi là ai làm. Cậu em trai nói, không có lý do nào khác, là vì anh nên em mới bị đánh. Anh tức giận đi tìm Hae-cheol rồi hai người lao vào đánh nhau. Hóa ra Hae-cheol là học sinh mới chuyển đến. Nghe nói Hae-sung đánh nhau rất giỏi nên bắt đầu khiêu khích. Kết quả Hae-sung không để ý nên Hae-cheol mới nghĩ tới việc trêu chọc em trai của anh. Bọn họ đã châm lên ngọn lửa trong Hae-sung. Nghe tới đây Hae-sung càng tức giận. May mà Hồ Bang kịp thời kéo anh đi. Jung-won nhắc nhở Hae-sung, trước đó vì đánh nhau nên cậu mới bị nghỉ học. Nếu như